chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phan Thiết Phố. Như các bạn đã biết thì trên kênh của mình thì mình chưa có giới thiệu cho các bạn món bánh mì nào của Phan Thiết cả. Thì hôm nay thì mình đã tìm được một quán bánh mì rất là nổi tiếng ở trên đường Nguyễn Hội. Nó nằm ngay chỗ ngã ba của đường Nguyễn Hội và đường Từ Văn Tư. Quán bánh mì là có tên là quán bánh mì Phá Lấu số 1, thì nằm ngay cây số 1 của Phan Thiết luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món bánh mì ở đây nha. Em giới thiệu cho anh một số cái món ở quán mình bán được không? Dạ được. Ở mình thì thường bán món gì hả? Bánh mì phá lấu nè. Dạ. Rồi có bánh mì gì nữa không? Dạ không, bánh mì phá lấu rồi. Còn phá lấu này là mua riêng hả? Dạ, mua riêng con quý. À, là sẽ ăn bánh mì phá lấu hoặc là mua phá lấu về nhà ăn? Đúng rồi. Phá lấu này thì mình bán làm sao? Phá lấu là em bán 400 ngàn một ký. 400 ngàn một ký. Còn bánh mì? Bánh mì là em bán 20 ngàn một ổ. 20 ngàn một ổ. Dạ. Rồi có yêu cầu thêm được đúng không? Dạ, dạ có. Khách là muốn cái này thì em bỏ cái này. Anh thấy cái quán mình đó, cũng khá là nổi tiếng ở đây đó. Là quán này hồi trước đây là ba mẹ mình bán hả? Đúng rồi. Em ra em bán lại. Rồi quán mình thì thường thường là mấy giờ mở cửa? Quán em thường là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Còn chiều? Không, em bán cả ngày luôn, em sáng nằm một manh đầy là em bán cả ngày. Ồ, 9 giờ sáng là mình mở cửa. Dạ. Rồi tối thì mấy giờ mình đóng cửa? Không có bỏ ớt ha. 9 giờ tối lại. 9 giờ sáng đến 9 giờ tối luôn, bán 12 tiếng luôn. Có một mình bán luôn hả? Dạ, một mình đi bán. Tính ra một ngày mà mình bán như vậy thì phải có người phụ chứ, một mình sao bán hết được. Một mình em nhưng mà em bán được hết. Một ngày thì mình bán khoảng bao nhiêu ký phá lấu? Tầm 25 ký thôi. Em gồm có móng, tay, lưỡi cô tử, đuôi, gan, lòng và thịt hạt. Cái này là mình ướp theo nguyên liệu của người Hoa hay dạ, là? Dạ đúng rồi anh, ướp theo nguyên liệu của người Hoa. Quán mình đến đây là bán được bao nhiêu năm rồi? Dạ. Quán mình là bán được bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi anh. Khá là lâu rồi hả? Bây giờ là ba mẹ nghỉ hả? Giao lại luôn rồi hả? Dạ, ba mẹ thì làm cái khác, em thì bán phá lấu. Quán của mình còn bán gì nữa không? À, hồi đó thì xưa thì bán cà phê. Hồi xưa thì em bán cà phê bên này để anh ăn luôn. Đây, khu câu luôn. Đầy đủ hả bác? Quán mình là 63 Nguyễn Hội hả? Dạ. Nhưng mà thường thường ở đây thấy nghe nói là quán phá lấu cây số 1 thì ai cũng biết đúng không? Dạ, đúng rồi. Khu câu 2 cái. Bỏ vô liền.
Ở đây thì quán khá là đông vào buổi chiều. Thì các bạn thấy là phá lấu sẽ gồm có đuôi nè, bao tử nè, móng heo nè, gan nè. Thì ở đây là 400 ngàn một ký. Gia vị đi chung thì sẽ có đồ chua nè, ớt nè, hành củ và dưa leo. Ở quán này thì nếu như các bạn mà muốn ăn thì các bạn cũng nên đi sớm sớm chút xíu, tại vì sau cái giờ tan ca thì ở quán này khá là đông. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và ăn thử cái món này. Bây giờ thì mình sẽ đặt một hai phần và mình sẽ đi ra ngoài để thưởng thức, vì bây giờ là giờ tan ca rất là đông xe. Xin chào tất cả các bạn. Đây là món bánh mì, một món bánh mì đầu tiên trên cái kênh của mình luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món bánh mì phá lấu cây số 1, một quán bánh mì khá là nổi tiếng. Đây là quán bán bánh mì, ngoài ra còn bán thêm phá lấu để các bạn có thể mang về. Thì hôm nay sẽ thưởng thức món này. Mình có mở thử một ổ ra nè. Đây, đây là ổ bánh mì của mình. Thì bánh mì phá lấu thì chắc chắn là nhân vật chính sẽ là phá lấu rồi. Thì phá lấu ở quán này khá là ngon và được rất nhiều người truyền tay nhau, và cũng có nằm trên một số địa điểm món ăn của Phan Thiết rồi. Ngoài phá lấu ra thì sẽ có đồ chua nè, dưa leo nè, và đặc biệt là cái nước sốt phá lấu ở đây nè, khá là ngon á. Hôm nay mình sẽ giới thiệu món này cho các bạn. Bạn nào ăn cay thì sẽ có ớt, còn bạn nào không ăn cay được thì nói cô chủ quán sẽ bỏ ớt ra ngoài. Ngoài ra thì còn có một số ít viên đậu phộng chiên nữa. Bánh mì thì rất là giòn, còn phá lấu thì cái vị rất là ngon nha, không quá mặn mà cũng không quá ngọt, có vị ăn rất là vừa phải. Mà phá lấu thì nó sẽ không có mềm mà dai dai, ăn rất là ngon. Mình thích nhất là cái nước sốt này, có lẽ là cái nước sốt ngon nên quán này rất là nổi tiếng. Ở Phan Thiết thì có rất nhiều quán bánh mì nổi tiếng. Gần đây thì mình thấy có bánh mì cam nè. Ngoài ra còn có bánh mì chờ, một quán bánh mì khá là nổi tiếng nhưng mà chỉ bán vào ban đêm thôi. Thì bữa nào mình sẽ làm thêm một số món bánh mì nữa trên cái kênh của mình. Hôm nay thì giới thiệu cho các bạn bánh mì cây số 1. Thì địa chỉ là 63 Nguyễn Hội. Sẽ nằm ngay chỗ ngã ba của đường Nguyễn Hội và đường Từ Văn Tư. Các bạn đến đó thì có một cái quán rất là nổi tiếng nằm ngay ngã ba luôn, các bạn cũng rất là dễ tìm. Bánh mì ở đây khá là ngon nha, mình thích nhất là cái vị nước sốt. Cái vị nước sốt rất là ngon. Ăn thì các bạn sẽ có những cái vị sau đây. Nó sẽ có cái vị thơm của phá lấu. Cái nước sốt thì rất là béo. Một chút cay của ớt và một chút mát của dưa leo và một chút chua chua của đồ chua nữa. Và các bạn sẽ có rất nhiều vị trong ổ bánh mì nè. Thực sự là quán này phá lấu rất là ngon, nên quán này nổi tiếng nhất là phá lấu rồi. Ở trong đây sẽ có lưỡi nè, có tai nè. Ngoài ra thì các bạn nếu mà các bạn muốn ăn đuôi nè, hoặc là các bạn muốn ăn gan thì cũng có luôn. Nguyên liệu thì mình thấy làm rất là sạch sẽ và một ngày bán được mấy chục ký luôn á. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn món bánh mì phá lấu, một quán bánh mì khá là nổi tiếng ở Phan Thiết này. Quán này có tuổi đời 10 năm rồi. Món phá lấu thì rất là ngon và được rất nhiều người biết đến. Nếu như các bạn nào mà không thích ăn bánh mì thì các bạn có thể ăn phá lấu. Thì phá lấu có thể mua riêng và mang về. Hôm nay thì mình đang ngồi ở một cái góc khá là quen thuộc. Đây là quán The Sweet Bean. Thì đây là cái địa điểm mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái món ăn nhanh của Phan Thiết, hoặc là một số cái quán ăn mà không có địa điểm ngồi thì mình sẽ quay lại cái địa điểm này để mình giới thiệu cho các bạn. Ở những clip tiếp theo thì có thể là mình sẽ quay cái quán này và giới thiệu cho các bạn cái món cà phê sạch của Phan Thiết.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các món ăn tiếp theo.